Báo cáo nhanh tình hình Covid-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022, Cần Thơ ghi nhận 191 ca nhiễm mới, trong đó 191 trường hợp tạm soát tại cơ sở y tế. Trong ngày có 30 bệnh nhân được điều trị khỏi. Các trường hợp nhiễm Covid được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 104 ca nhiễm mới, trong đó: phường Thới Bình 3, phường Hưng Lợi 14, phường An Khánh 28, phường Xuân Khánh 3, phường An Hòa 11 phường Cái Khế 18, phường An Bình 8, phường An Cư 7, phường Tân An 9, phường An Phú 1, phường An Nghiệp 2. Tất cả được tầm soát y tế. Quận Bình Thủy ghi nhận 24 ca nhiễm mới. Phường Bình Thủy 4, phường Thế An Đông 3, phường An Thế 7, phường Long Hòa 3, phường Bùi Hữu Nghĩa 3, phường Long Tuyền 4, được tầm soát y tế. Quận Thốt Nốt ghi nhận 5 ca nhiễm mới. Phường Thánh Hòa 2, phường Trung Kiên 1, phường Tân Hưng 2, được tầm soát y tế. Quận Ô Môn ghi nhận 11 ca nhiễm mới. Phường Trường Lạc 1, phường Phước Thế 4, phường Châu Văn Liêm 6, được tầm soát y tế. Quận Cái Răng ghi nhận 33 ca nhiễm mới, phường Hưng Phú 7, phường Thường Thành 9, phường Hưng Thành 7, phường Lê Bình 2, phường Ba Láng 2, phường Phú Thứ 5, phường Tân Phú 1, đều được tầm soát y tế. Huyện Phong Điền ghi nhận 8 ca nhiễm mới, xã Tân Thế 2, xã Nhân Nghĩa 2, xã Nhân Ái 1, xã Gia Xuân 1, xã Trường Long 1, xã Mỹ Khánh 1, được tầm soát y tế. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 6 ca nhiễm mới, xã Trung Hưng 3, Xã Thành Phú 2, xã Đông Hiệp 1 được tầm soát y tế. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.